Chào mọi người, mình là Phúc Toàn. Mình là Khương Hưng. Và bây giờ mọi người đi theo tụi mình đến với In the mood for food. Let's go. Hey, tới rồi. Sao này từ đây? Hôm bữa anh Hưng kể với em á, là hồi lúc mà anh còn học cấp 3 là ở dưới quê của anh, là xung quanh trường không có chỗ nào bán đồ ăn hết. Không, anh chỉ bảo là ít quán ăn thôi chứ không phải là không có quán ăn. Ít quán ăn, cho nên hôm nay em dắt anh tới một thiên đường ẩm thực của học sinh mà là trường cấp 3 cũ của em luôn. Đố anh trường gì? Trường Marie Curie nè. Trường tiếng Pháp mà, mình phải nói cho nó đúng chứ. Cái trường này á, cái tên ban đầu của nó là École Primaire Supérieure de Jeune Fille Française Lycée Marie Curie. Nó lại rồi. Trường Marie Curie. Ừ đó, đại khái là vậy đó. Anh như mà toàn cho anh cảm giác anh như kiểu một người con gái ấy. Anh để lầu năm có khác ha. Ok, vậy coi như là cho anh một cái chỗ để sau này có bạn gái dắt tới đây, được không? Ok. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Đi theo tụi mình nha. Let's go. Sao có xe em đi, cất xe đi bộ. Anh tới một cái khu ẩm thực của người ta thì anh cần phải gửi xe xong rồi mình đi bộ tới từng quán một, vậy mới vui được chứ. Giờ hỏi nè, anh thích uống cái gì nhất? Thích trà sữa không? Biết một chỗ bán cực ngon luôn, mà đặc biệt nha, trà sữa mẹ làm. Mẹ em làm. Ơi, bấy, mẹ người ta làm, nhưng mà ngon lắm, đúng không? Ngon thật hả? Thiệt, trà sữa mẹ làm, Úc Trang. Đây là một cái quán trà sữa mà mang rất là nhiều cái kỷ niệm đối với Toàn. Tại vì lúc trước Toàn học ở trường Marie Curie. Và từ những cái xe rất là nhỏ của anh chị ở đó mà Toàn uống, cho tới bây giờ là một cái quán rất là to và đầy đủ các loại shopping như thế này. Như mọi người thấy ở đây là vừa có trà sữa nè, hồng trà nè, trà tắc mà, rất là nhiều loại. Và shopping thì vô số kể luôn. Nice. Cho nên là nói nhiều làm gì ha. Ok. Thử luôn. Hai trà sữa đầy đủ nha. Hai trà sữa đầy đủ. Ok, không lấy hồng trà. Vâng anh. Bây giờ mình thử nha mọi người. Mình thức hơn. Ngon đi. Gì vậy? Trời ơi, thèm tới vậy luôn á, em chưa kịp uống mà. Ngon. Ngon không? Nhức nhách. Giờ em thưởng thức ha. Game nha mọi người, nghe thiệt nha. Ôi, em cũng vô uống thưởng thức một cái chứ. Anh hết mất rồi. Ok. Không ạ. Tức là cái vị trà của nó vừa phải, không bị không bị chát quá, trà vừa phải, ngọt vừa phải. Cái mà em cảm nhận được á, nhưng mà quan trọng là khi mà nó full topping vậy nè, cái cảm giác mà ống hút bự nữa, hút vô xong rồi rất nhiều topping trong miệng, nhưng mà nhai á nó rất là đã. Thật sự là vào cái thời mà em học á nha, là chưa có nhiều các loại topping như vậy đâu, bây giờ nó đã cải tiến và có rất là nhiều loại rồi. Thậm chí bây giờ mọi người nhìn không? Rất nhiều màu sắc mà mình còn không biết được là có bao nhiêu loại thịt trong này luôn. Chỉ có thể nói rằng là rất là ngon thật sự. Thôi, giờ uống vô rồi thấy sao? Ngon rồi, bây giờ có đói bụng không? Có. Đói ha? Có đồ uống rồi, giờ mình đi ăn. Yeah. Đi ha, ăn gì lát nói. Let's go. Đi theo tụi mình nha. Let's go. Ok, vô đây. Đây là cái món mà em muốn dẫn anh tới đây để ăn. Một cái signature của trường Marie Curie. Phá lấu phong thủy. Phá lấu phong thủy. Nghe nó phong thủy không? Sao lại gọi là phá lấu phong thủy? Tại vì cái tiệm này được mở ra bởi anh chồng tên Phong và chị vợ tên Thủy. Phá lấu phong thủy. Tuyệt vời chưa? Em chào chị Thủy. Không nhớ đây không phải chị Thủy không, nhưng mà ok, chào chị. Thì phá lấu ở đây rất là nổi tiếng. Tại vì hồi lúc mà em còn đi học ở Marie Curie á, là cứ sau khi mà tụi em học xong rồi tụi em ra để mà ăn, để mà vào trong học thêm tiếp, thì đây luôn là cái nơi mà tụi em tới. Tại vì ăn rất là vừa đủ
no để mà học tiếp mà còn ngon nữa. Đặc biệt là cái phần nước lèo rất là béo. Và độ ở đây là coi như là chất lượng luôn. Okay. Ở đây là vừa có phá lấu không là có bánh mì không chị? Có bánh mì, có mì gói luôn. Anh muốn hủ tiếu hay phở cũng có luôn, mà cái đó anh sẽ mua ở ngoài rồi đem ra cho chị làm. Có bánh chưng không? Không, cái đó không có. Ok, đùa đùa. Vậy chị cho em một phần mì phá lấu, là một phần bánh mì phá lấu đầy đủ hết. Dạ. Hơn đầy đủ hết không? Ok, okay. Đầy đủ hết. Đúng hết. Ok, thì thôi mình về bàn. Chờ được. Ok. Thơm. Y như cái hương vị mà hồi đó em đi học mà em được biết. Cái này của anh nó gọi là mì gói phá lấu. Còn cái của em gọi là bánh mì phá lấu. Mình ăn nha. Không thắc mắc bánh mì em ở đâu hả? Ủa nãy cũng hỏi bánh mì em đâu, sao không thấy bánh mì? Bánh mì người ta đưa rồi chứ em cất trong này nè. Cái gì vậy bà nội? À em ủ cho nó nóng lại. Đúng à. Rồi, đúng rồi, ăn mới ngon chứ. Anh sẽ thử. Nhìn nó không bị mềm quá, nó vẫn còn độ dai nhất đấy, dai mềm mềm. Ngon quá mọi người ơi, vẫn y như cái hương vị hồi xưa lúc mà Toàn còn đi học, tuyệt vời. Quá ngon. Xong. Dứa. Còn gì đâu. Em nói là chưa mà. Em còn kêu thêm món cho anh em mình nữa. Chưa nhiêu đây nhầm nhò gì. Nữa hả? Ừ. Món gì? Món này. Thịt nướng. Đây cũng là một trong những cái món mà lúc trước em rất là hay cúp học để ra. Vậy hả? Ờ. Chia. Ngon lắm mọi người. Nó có một cái nước sốt được phớt ở bên ngoài miếng thịt khi mà nướng. Hình như cái này là mật ong thì phải. Cái Toàn nghĩ ra vậy. Cộng với thêm có một chút xíu ớt nữa, cho nên là vừa ngọt mà vừa chua vừa cay. Tuyệt vời. Thấy sao? Anh làm. Anh thấy ngon. Thì nướng mềm. Mềm. Nhưng tẩm ướp vừa phải này. Không. Nhưng mà với người ăn ăn nhạt nhanh thì có vẻ hơi sẽ hơi đậm đậm một chút. Nhưng mà anh nghĩ là với người bình thường thì sẽ là vừa phải. Dạ, yeah. Có thêm cái gì đó anh em ngồi nhâm nhi cũng hay ha. Có cái mà vực à. Ừ, có cái đó. Chia. Chia. Chia.